Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì buổi giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh bàn về phát triển công nghiệp hỗ trợ và một số nội dung khác. Thông tin về hai trường hợp dương tính COVID-19 tại trường quân sự tỉnh. Huyện Tiên Lữ rà soát quản lý các đối tượng cách ly trên địa bàn. Giá chuối đang tăng trở lại. Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi quy mô lớn tại huyện Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng một số sở ngành đơn vị trong tỉnh. Một trong những nội dung quan trọng được xem xét cho ý kiến tại phiên họp là đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Sở Công Thương trình. Hiện nay ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh đã hình thành khá rõ nét trong 6 lĩnh vực: cơ khí chế tạo, thiết bị điện, điện tử, dệt may, da giày, sản xuất và lắp ráp ô tô và sản phẩm công nghiệp công nghệ cao. Mặc dù sản lượng chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu, nhưng đã cung cấp khá nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất của các ngành công nghiệp chủ lực trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là căn cứ đưa Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ tích cực tham gia đóng góp hoàn thiện đề án, lưu ý Sở Công Thương cần nêu rõ những nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian tới cho sát với tình hình thực tế của tỉnh, cập nhật vào đề án những quy hoạch các địa phương trong tỉnh đã và đang thực hiện, trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ không gây ô nhiễm môi trường, tận dụng những tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Tập trung phát triển các khu cụm công nghiệp, công tác đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối với việc thực hiện xếp ngạch bậc lương cho cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở ngành liên quan kết hợp tham khảo trung ương và các tỉnh bạn để hoàn thiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy trong tháng 3 năm nay. Đảm bảo ban hành chế độ phụ cấp được chặt chẽ, đúng người, đúng việc. Về việc tổ chức lại Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí giao Sở Tư pháp và Sở Nội vụ hoàn thành ký ban hành từ tháng 4 năm 2020. Từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất và tăng thu tiền sổ số kiến thiết năm 2019 của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ưu tiên kinh phí để thanh toán tiền phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ xây nhà cho người có công và hộ nghèo và các khoản nợ công trình xây dựng cơ bản của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin thông tin về hai trường hợp là bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 111 và 112 đã từng được cách ly tại trường quân sự tỉnh Hưng Yên. Ngày 18 tháng 3, trường quân sự tỉnh Hưng Yên, khu cách ly tập trung số 1 đã tiếp nhận 358 công dân trở về từ 19 quốc gia trên thế giới và những công dân này thuộc 27 tỉnh thành trong cả nước. Tại đây, các công dân đều đã được phân loại, theo dõi sức khỏe hàng ngày và lấy mẫu xét nghiệm. Với những công dân có biểu hiện ốm đều được đưa tới các cơ sở y tế cách ly để điều trị. Với hai trường hợp dương tính số 111 và 112 đã được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị, hiện tại sức khỏe ổn định. Bác sĩ Nguyễn Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở Y tế, thông tin về hai trường hợp này. Đến 16 giờ ngày 22 tháng 3 năm 2020, một số người có biểu hiện ốm được chuyển ngay về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Thì đến 22 giờ, Bộ Y tế thông tin có hai trường hợp chuyển lên dương tính với COVID-19. Những người ở cùng phòng với hai bệnh nhân này được chuyển ngay lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cách ly điều trị. Với hai trường hợp này, mặc dù mắc bệnh COVID-19, nhưng họ đã được kiểm soát từ khu cách ly, do vậy không có khả năng lây ra cộng đồng. Ngay sau khi bệnh nhân được chuyển đi bệnh viện điều trị thì đã tiến hành khử trùng toàn bộ những cái phòng đó và xung quanh. Hiện tại thì mọi sinh hoạt của khu cách ly vẫn diễn ra bình thường.
Để biết rõ hơn về tình hình thực tế tại trường quân sự tỉnh, phóng viên đã có cuộc điện thoại với Đại tá Vũ Xuân Tăng, Hiệu trưởng trường quân sự tỉnh Hưng Yên. Thưa ông, trước thông tin có 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19, thì tâm lý những người đang được cách ly tại trung tâm hiện nay như thế nào? Và các quân dân cũng như những người đang phục vụ tại đây đã phải trấn an người cách ly như thế nào và có những biện pháp gì để khắc phục không ạ? Ban chỉ đạo của trung tâm đã tập trung quán triệt cho cán bộ và nhân viên, đặc biệt là lực lượng y tế, và làm tốt cái công tác tuyên truyền, cho giải thích cho các công dân để ổn định tình hình. Và coi như là xác định quyết tâm cho cái đội ngũ cán bộ và nhân viên để tiếp tục coi như là đưa ra các cái giải pháp tích cực, bảo đảm cái cách ly nó theo đúng cái quy định của trên. Và cho đến giờ phút này thì cơ bản là các bộ phận đã ổn định và đã quyết tâm coi như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ theo đúng cái sự chỉ đạo của ban điều hành. Và hiện nay thì cái số chúng tôi đã chuyển lên trên thì tổng số là đã là 35 công dân. Hiện tại đang còn lại cách ly ở lại là 323 công dân. Và cái số đã lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm là 225 công dân. Còn số còn lại thì dự kiến trong ngày mai sẽ làm nốt. Và cũng ý kiến mong muốn của các cái công dân ấy, thì người ta đang đề nghị là sớm cho người ta biết cái kết quả xét nghiệm qua các cái đợt vừa rồi, người ta yên tâm. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an huyện Tiên Lữ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, tăng cường rà soát, quản lý các trường hợp từ nước ngoài trở về. Thị trấn Vương là địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống và người từ nước ngoài về. Công an thị trấn đã tăng cường rà soát quản lý, yêu cầu cách ly tại nơi cư trú đối với 7 người Trung Quốc và 5 người trở về từ nước ngoài. Tất cả các trường hợp cách ly đều phải ký cam kết tuân thủ nghiêm ngặt quy định, tuyệt đối không được ra khỏi nơi sinh sống. Cùng với đó, lực lượng công an luôn chủ động nắm tình hình các doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu tất cả các quán karaoke, massage, game và gym tạm dừng hoạt động để tránh lây lan dịch. Tôi từ Nhật về, có công an xã và trạm y tế đến hỏi thăm, thường xuyên nhắc nhở ăn uống và đo thân nhiệt ngày 2 lần trong vòng 14 ngày, không giao tiếp bạn bè. Cách ly này có ý nghĩa là tự bảo vệ bản thân mình cũng như xã hội cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 21 người nước ngoài đang sinh sống, 125 người từ nước ngoài trở về, trong đó 21 người đang trong thời gian cách ly. Lực lượng công an huyện phối hợp với công an các xã thị trấn rà soát từng thôn xóm để quản lý chặt chẽ tình hình lưu trú trên địa bàn, nắm bắt đầy đủ thông tin về tất cả những người nước ngoài tại địa bàn, người từ nước ngoài về và người từ địa phương khác đến, lịch trình di chuyển và những người tiếp xúc với những trường hợp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Đối với những người cách ly tại nhà, đều có lực lượng công an viên của thôn đến trực tiếp gặp gỡ, quản lý. Cùng với đó, công an huyện làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm những trường hợp tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang cho nhân dân. Để công tác quản lý cư trú đối với các trường hợp liên quan đến vùng dịch, đã đi qua vùng dịch và các trường hợp lao động nước ngoài, người nước ngoài trên địa bàn, tôi đã quản lý chặt chẽ theo từng vùng, từng diện. Tất cả các trường hợp về địa phương chúng tôi đều có nắm bắt và báo cáo, tập trung vào công tác tuyên truyền và vận động với các trường hợp này thực hiện cái việc mà tự cách ly và chủ động đến cơ sở cách ly. Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lữ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung chưa có trường hợp nào nhiễm dịch COVID-19. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức hơn nữa, cùng chung tay trong việc phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, tránh lây lan cho cộng đồng. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, trước đây đường giao thông tại tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào rất nhỏ hẹp, người dân đi lại khó khăn. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác vận động nhân dân hiến đất làm đường, đến nay nhiều tuyến đường ở đây đã được mở rộng. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã tích cực vận động người dân tổ dân phố Đào Du tham gia hiến đất làm đường. Trong đó, đã vận động được 48 hộ gia đình tham gia hiến đất, có tổng diện tích hơn 500 m², tương đương với số tiền trên 3 tỷ đồng.
nhiều hộ đã hiến với diện tích lớn như hộ ông Nguyễn Kim Sảng với 32m², ông Nguyễn Văn Canh 24m² và ông Vũ Bá Dũng 21m². Trong năm qua, địa phương Phùng Trí Kiên thực hiện chỉ đạo của các cấp vận động nhân dân chỉnh trang xây dựng đô thị văn minh. Đặc biệt là vấn đề hệ thống giao thông, đường tiêu thoát nước thì được tất cả nhân dân trong phường rất ủng hộ. Tiêu biểu như nhân dân ở khu tổ dân phố Đào Du, trước đây đường làng là chỉ có một xe đi cũng khó, thì đến bây giờ là hai ô tô tránh nhau được. Sau khi làm xong thì nhân dân rất phấn khởi. Hiện tuyến đường của tổ dân phố Đào Du đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và sẽ sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian tới, tạo thuận tiện và an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao đời sống tại địa phương. Trong 2 tháng qua, nhiều vườn chuối đến kỳ thu hoạch trên địa bàn huyện Kim Động không bán được hoặc xuất bán ở mức giá thấp. Song đến nay thì giá chuối bắt đầu dần phục hồi. Toàn huyện Kim Động có tổng diện tích là trên 400 ha, trong đó trồng nhiều ở một số xã như Hùng An, Đức Hợp, Mai Động. Bắt đầu từ giữa tháng 2, chuối Tây bước vào vụ thu hoạch, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 dẫn đến nhiều diện tích chuối chín không xuất bán hoặc xuất bán với giá thấp. Ngay tại thời điểm này, thị trường Trung Quốc đã bắt đầu nhập trở lại, nên chuối đã được xuất bán với giá tăng dần từ 2.500 đồng một kg lên 5.000 đồng một kg. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho bà con nông dân khi vụ chuối đang bước vào thu hoạch rộ. Từ cuối năm 2019 đến nay, trên địa bàn phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên xuất hiện 4 trường hợp vi phạm hành lang đê. Đó là trường hợp của ông Vũ Văn Đều, Lê Hồng Quân, Nguyễn Quang Mong và gia đình bà Mai Thị Hương đều ở khu phố Xích Đằng, chủ yếu là xây dựng lán rửa xe, xây tường chắn để đổ cát trong hành lang bảo vệ đê điều. Trước các vi phạm trên, chính quyền phường Lam Sơn và hạt quản lý đê thành phố Hưng Yên đều đến nhắc nhở lập biên bản xử lý, đồng thời tuyên truyền giải thích để các hộ dân vi phạm tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Tuy nhiên đến nay, chỉ có gia đình bà Mai Thị Hương đổ gạch vỡ đất lên mái và chân đê với chiều dài 15m, rộng 3m, cao 3m, tự giác chấp hành giải tỏa một phần các vi phạm, khắc phục để trở lại hiện trạng ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hết năm 2020, 100% các hộ dân trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch. Thời gian qua, các cấp các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp cung cấp nước trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai đưa nước sạch về với người dân. Xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ có chất lượng nước ngầm rất kém. Chính vì vậy, năm 2016, khi Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh triển khai đưa nước về, đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Hơn 70% số hộ của xã đã đấu nối sử dụng. Đặc biệt, khi trạm cấp nước thay đổi nguồn nước khai thác từ nước mặt sông Nội Đồng sang sử dụng nước sông Luộc vào cuối năm 2019, tỷ lệ hộ dân trong xã đăng ký sử dụng nước đã tăng lên 88%. Tôi thấy là sử dụng nước sạch là có rất lợi rất nhiều cho sức khỏe, mà tôi cũng tuyên truyền cho bà con hàng xóm xung quanh để cùng sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe. Toàn tỉnh hiện có 44 dự án cấp nước sạch, trong đó có 42 dự án đang hoạt động. Tổng công suất thiết kế của các dự án là hơn 145.000 mét khối một ngày đêm. Trong đó, một số đơn vị cấp nước hiện đang tiến hành nâng công suất, mở rộng quy mô nhà máy để đáp ứng nhu cầu dùng nước ngày càng tăng của nhân dân. Về chất lượng nước của các nhà máy nước, cơ bản đạt chất lượng theo quy chuẩn 01 của Bộ Y tế. Công tác nội kiểm và ngoại kiểm thực hiện định kỳ theo quy định. Vừa qua, thì công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư nâng cấp toàn bộ cái hệ thống cấp nước, bao gồm mạng đường cấp nước và nhà máy xử lý nước. Hiện nay là công suất của chúng tôi nâng lên đạt 12.000 mét khối ngày đêm. Hiện nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh đạt trên 60%, trong đó địa phương cao nhất là thành phố Hưng Yên 72%, huyện Kim Động 70%, các huyện đạt thấp là Phù Cừ 43%, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào 46%. Có thể nói là đến nay là trên 60% hộ dân đã đấu nối sử dụng nước. Thì đấy là cũng là một cái cố gắng của toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Bây giờ là mạng đường ống cấp nước là gần như đã được phủ kín. Nước sạch là một trong những nhu cầu cấp thiết và quan trọng của đời sống. Sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các doanh nghiệp trong việc triển khai chương trình nước sạch đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về môi trường. Thưa quý vị và các bạn,
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, nhiều hộ dân ở xã Hùng An, huyện Kim Động đã tích cực thực hiện và có sự lan tỏa rộng tại địa phương. Xã Hùng An thực hiện phân loại và xử lý rác thải từ năm 2015. Đến nay, toàn xã có trên 550 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, trong đó có trên 200 hộ sử dụng thùng nhựa, số hộ còn lại sử dụng nắp đậy và hộ xây bể chứa hai ngăn bằng bê tông. Qua hơn 4 năm thực hiện, các hộ vẫn duy trì và làm tốt. Việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình ở xã vẫn luôn được chính quyền, các đoàn thể xã hội quan tâm, động viên người dân thực hiện. Qua đó không chỉ góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, giảm thiểu lượng rác xả thải ra ngoài khu dân cư, giảm chi phí vận chuyển rác mà còn giúp người dân có thể sử dụng lượng phân bón hữu cơ từ chính rác để bón cho cây trồng của gia đình. Thời gian qua, trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ tại xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu đã thực hiện thành công việc xử lý chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí đầu tư, đồng thời có thêm thu nhập từ việc bán chất thải chăn nuôi đã qua xử lý. Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Vẻ có gần 400 con lợn và 120 con bò. Trung bình mỗi ngày lượng phân thải ra cần phải xử lý là trên 1 tấn. Ông Vẻ đã lắp đặt 6 bể biogas với công suất lớn nhưng vẫn không thể xử lý kịp chất thải từ trang trại. Cuối năm 2017, ông Vẻ đưa vào vận hành máy tách ép phân. Theo đó, chất thải từ các chuồng nuôi được dồn xuống bể. Khi máy vận hành sẽ hút chất thải này, tách và ép chất thải thành nước và phân hữu cơ riêng biệt. Ông Vẻ sử dụng men vi sinh để ủ phân và xử lý nước. Đối với phân khô, dùng men vi sinh trộn đều với tỷ lệ thích hợp, ủ trong 3-4 tuần sẽ tạo ra sản phẩm phân hữu cơ, không mùi, giàu dinh dưỡng. Trước hết là tôi đưa cái máy này vào để khắc phục tất cả những cái chất thải của con bò ra môi trường, để cho nó đảm bảo vệ sinh an toàn cho chung của cộng đồng. Cái thứ hai nữa là nó có những các cái tác dụng cho tôi là một vòng tròn khép kín. Khi mà tôi lấy được cái chất thải của cái phân này ra qua cái máy này, nó ép là nó đã không có cái mùi, mà tôi kiểm soát được toàn bộ các cái nước thải ra môi trường, nó rất là ổn định. Trước đây nếu mà chưa có cái máy hút ép này, ép phân này, thì chúng tôi làm là rất vất vả, và phân không xử lý này thì nhiều khi là vẫn có mùi. Nhưng mà từ khi mà có cái máy ép này thì nó sạch sẽ, không có mùi mẽ gì hết, mà không mệt như đợt trước, nó nhàn và sắp xếp được việc khác. Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò, gia đình ông Vẻ trồng gần 10 mẫu cỏ. Nhờ có lượng phân bón hữu cơ tự sản xuất từ trang trại nên ông Vẻ không phải mua các loại phân bón hóa học bón cho cây trồng. Do vậy, vừa tiết kiệm được chi phí đầu tư, vừa có nguồn cỏ đảm bảo dinh dưỡng an toàn cho vật nuôi. Ngoài ra, ông còn cung cấp phân cho các hộ có nhu cầu sử dụng. Được biết, tháng nhiều nhất, ông Vẻ bán ra thị trường 2 tấn phân với giá bán từ 1.200 đến 1.500 đồng một kg. Hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững, những mô hình xử lý tốt chất thải trong chăn nuôi như của ông Vẻ rất cần được nhân rộng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, sông Kim Sơn thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải qua địa bàn các huyện Văn Giang, Khoái Châu liên tục bị ô nhiễm. Thực tế này không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân hai bên bờ sông, mà còn gây khó khăn cho nguồn nước tưới dưỡng lúa. Theo người dân sống hai bên bờ sông cho biết, thời gian gần đây nước sông Kim Sơn liên tục trong tình trạng ô nhiễm, đen đặc, bốc mùi hôi thối rất khó chịu, nhất là khi thời tiết nắng hoặc mưa. Tình trạng này kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của các hộ dân hai bên bờ sông, mà còn gây khó khăn cho việc lấy nước tưới dưỡng lúa. Đây là nguồn nước tưới duy nhất từ sông Hồng cho hàng chục nghìn hecta canh tác của tỉnh. Rất mong cơ quan chức năng, các cấp chính quyền vào cuộc có biện pháp xử lý tình trạng trên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.